Trong những ngày hè nóng nực, không có gì vui thú bằng đưa gia đình đi tắm biển. Tuy nhiên, tắm biển cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Thỉnh thoảng chúng ta nghe chuyện thương tâm về những người hoặc trẻ em bị cuốn trôi ra biển mà mọi ứng cứu đều trở nên quá muộn. Dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ. Nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển. Dòng nước biển đi từ bờ ra biển này được gọi là rip. Nơi có dòng chảy xa bờ là vùng nước lặng, hầu như không có sóng. Dòng nước ngược này có thể ổn định không thay đổi trong suốt cả tháng, cả năm. Tuy nhiên, chúng có thể liên tục thay đổi mỗi vài giờ. Ở một số bãi biển, dòng nước ngược này không đi hướng ra biển mà chạy dọc theo bờ biển. Tại sao dòng chảy xa bờ nguy hiểm? Dòng chảy xa bờ được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu trên bờ biển. Nó là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp cứu nạn và chết đuối khi tắm biển. Dòng chảy xa bờ được ví như một dòng sông nhỏ sẽ cuốn tất cả những gì rơi vào nó xa khỏi bờ và đưa thẳng ra biển. Vận tốc trung bình dòng chảy có thể thay đổi từ 0,5m đến 1m trên giây. Khi đó không ai có khả năng bơi ngược nó để vào bờ. Có khi do những thay đổi đột ngột của sóng biển, vận tốc dòng chảy xa bờ có thể lên đến 2,5m trên giây, nhanh hơn cả vận tốc bơi của một vận động viên bơi lội Olympic. Dòng chảy xa bờ thường hẹp, có chiều ngang khoảng 1-3m. Tuy nhiên, có khi dòng chảy xa bờ rộng đến cả chục mét. Dòng chảy xa bờ có thể cực kỳ nguy hiểm vì nó kéo người biết bơi ra xa bờ, làm cho người biết bơi kiệt sức khi cố bơi ngược dòng chảy xa bờ rồi chết đuối. Bên cạnh đó, sự hoảng loạn khiến người bơi không còn khả năng phán đoán chính xác. Đối với người không biết bơi, dòng chảy xa bờ có thể kéo người đó ra chỗ sâu hơn, dù người đó đang đứng ở mực nước ngang hông. Khi đó, người không biết bơi sẽ hoảng loạn và có thể chết đuối. Mặt nước nơi có dòng chảy xa bờ thường lặng, ít sóng nên thường làm cho người ta hiểu lầm đó là nơi an toàn. Người ta sẽ di chuyển sang tắm nơi đó thay vì tắm nơi có biển báo an toàn. Khi người tắm biển bơi vào dòng chảy xa bờ, ngay lập tức họ sẽ có thể bị cuốn trôi ra biển. Cách nhận dạng dòng chảy xa bờ. Trước khi xuống biển, bạn nên dành khoảng 5 cho tới 10 phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ nhờ vào những đặc điểm sau đây. Có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Đôi khi có thể thấy các mảnh vỡ, bọt nước biển trôi trên dòng chảy xa bờ và trôi ra biển. Cách thoát khỏi dòng chảy xa bờ. Dòng chảy xa bờ không kéo người ta xuống nước, chỉ kéo người bơi ra xa bờ và thường sẽ đưa người bơi vào vùng có sóng bạc đầu và sóng sẽ đưa người đó lại vào bờ. Lời khuyên của chuyên gia khi chúng ta bị rơi vào dòng chảy xa bờ: bình tĩnh, không hoảng loạn, tuyệt đối không được cố bơi ngược dòng chảy xa bờ để vào bờ. Đối với người bơi giỏi, nếu bạn tự tin, hãy bơi song song với bờ biển, thường sẽ hướng đến chỗ có sóng bạc đầu và nhờ sóng đưa bạn vào bờ. Đối với người bơi yếu, bất cứ khi nào bạn thấy không thể chạm bờ biển, đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu trợ giúp, bình tĩnh thả nổi để giữ sức. Nếu dòng chảy xa bờ yếu đi, cố gắng bơi song song với bờ biển để đến chỗ có sóng bạc đầu, nhờ sóng đưa bạn vào bờ. Một lần nữa, nếu thấy không thể chạm bờ biển đuối sức, hãy giơ tay lên ra hiệu trợ giúp, bình tĩnh thả nổi để giữ sức. Nên tắm biển ở những bờ biển có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và bơi ở vùng an toàn. Còn quan sát các chỉ báo an toàn và nếu cần thì nên trao đổi với nhân viên cứu hộ để biết đặc điểm bờ biển mà bạn sắp xuống tắm. Còn biết bơi và không nên bơi một mình. Nếu bạn không chắc thì không nên xuống biển tắm. Tóm lại, trước khi tắm biển, chúng ta cần tìm hiểu đặc điểm và độ an toàn của bãi biển mà chúng ta sắp xuống tắm. Chúng ta cần dành vài phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ và không nên bơi gần những vùng đó. Luôn nhớ là vùng bờ biển lặng sóng không có nghĩa đó là nơi an toàn. Khi chẳng may rơi vào dòng chảy xa bờ, chúng ta cần bình tĩnh, tìm cách thoát ra khỏi dòng chảy đó bằng cách bơi song song với bờ biển, bơi vuông góc với dòng chảy xa bờ để vào vùng có sóng bạc đầu để nhờ sóng đưa chúng ta vào bờ. Tuyệt đối không nên bơi ngược dòng chảy xa bờ. Chúng ta hãy cùng nhau phổ biến kiến thức về dòng chảy xa bờ này đến cha mẹ trẻ, đến mọi người để giúp các con chúng ta tắm biển một cách an toàn.